Thành phố Bạc Liêu có trên 158.000 dân, dự kiến sẽ có khoảng trên 10.000 hộ dân được lấy mẫu tầm soát COVID-19. Phường 8 được xác định là khu vực có nguy cơ trong địa bàn thành phố Bạc Liêu với trên 12.900 nhân khẩu, 2.849 hộ dân. Đây là khu vực được tiến hành test nhanh tầm soát COVID-19 đầu tiên trong thành phố. 100% hộ dân sẽ cử đại diện để test nhanh tầm soát COVID-19. Hiện đã thực hiện test nhanh trên 60% dân số của phường. Kết quả bước đầu đều âm tính. Người dân thành phố rất đồng tình thực hiện nghiêm túc test nhanh tầm soát COVID-19. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm test nhanh COVID-19 cũng được ngành chức năng thực hiện chặt chẽ. Song song đó, phân bổ thời gian cho từng nhóm hộ dân để tránh tình trạng tập trung đông người, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cùng với việc thực hiện test nhanh tầm soát COVID-19, thành phố cũng đang tập trung đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 tại tất cả các điểm tiêm chủng theo kế hoạch đồng thời tăng cường tuyên truyền kêu gọi người dân doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tham gia và chấp hành tốt diện tích nhanh tầm soát covid 19 và tiêm vaccine covid 19 giữ quyết tâm giữ vững thành phố xanh để sớm trở lại trạng thái bình thường mới